Kỳ này mà bác hai đi châu Âu về nha, thằng Cu Bo nhà mình á sẽ được cả hai mua cho quà nhiều lắm luôn á. Nội hả? Con mới nghe rồi nói ai đi châu Âu hả nội? Cái gì? Mới nghe rồi nói là ai đi châu Âu mà. Ờ thì mẹ con đi chứ ai đi. Mà mẹ con đi với ai? Thì đi mình chứ đi với ai. Đi mình thì sao nội nói là đi cả hai? Nội nói hồi nào? Nội nói mẹ con chứ nói một cả hai hồi nào? Con mới nghe rõ ràng là nội nói cả hai mà. Con sao vậy? Bà nội đã nói là mẹ con đi châu Âu một mình cứ cả hai hoài vậy. Thôi vậy thôi con không hỏi nữa. À. À trời, nó phi thân. Chơi chứ. Chơi gì mà chơi? Mẹ. Sao mẹ mày dẫn anh con đi châu Âu mẹ không cho con đi? Làm gì có. Mẹ đừng có gạt con nữa, con thấy rõ ràng anh soạn đồ rồi kìa, soạn vali quá trời ở trên kìa. Cái gì vậy? Mẹ đi qua bên đó là mẹ đi làm ăn, đi công chuyện chứ có đi chơi đâu mà dắt anh con đi theo làm chi? Rõ ràng nếu như không dắt anh con đi thì anh con soạn cái đống đồ ấm trên chở làm cái gì? Con ơi con, cái đó là nội biểu nó soạn đó. Trời ơi, cái vali nội đưa cho nó, nội biểu cái đồ nào không mặc nữa bỏ vô cái vali cất đi con, tủ chật quá rồi. Còn con nữa, cũng lên trên lầu sửa soạn đồ đạc đi. Coi cái nào không mặc thì bỏ vô vali để dành, ai không có xài người ta cho, mình cho người ta. Thiệt là đúng vậy ông nội. Thiệt. Thiệt chứ tự nhiên nó đi châu Âu mặc đồ ấm làm chi. Cãi cãi. Tại Tuyết có bệnh chưa có tan phải mặc đồ ấm chứ ba. Trời ơi, lo xa ghê. Ở đây là biết bệnh chưa, Tuyết chưa tan. Thôi ông ơi mệt ông quá đi. Cái vali là của ông nội đưa, con cũng lên trên đó con dọn đi. Nè, có cái vali của ba đó, để chữ châu Âu đó con lấy con bỏ vô đi. Thôi, nếu đúng như vậy thôi con đi chơi đây chút về anh xếp sau. Cái thằng đó làm biến lên chết đi. Thôi đi chơi chút. Sao nó biết châu Âu tiết chưa tan? Con cũng hơi bị bất ngờ đó ba. Sao em vẫn có cảm giác là anh sẽ đi châu Âu đúng không? Anh sẽ đi châu Âu với mẹ đúng không? Cái thằng này sao mày nhây quá vậy? Anh đã nói là anh không có đi châu Âu mà. Vậy chứ anh nên coi anh châu Âu chi vậy? Tại vì anh đang làm bài tập. Ủa nếu như bài tập em cũng phải có chứ. Thì cái này là bài tập anh tự giao cho anh được không? Hả? Mày đừng có hỏi nó được không? Cái thằng này tao đã nói tao có đi châu Âu mà. Trời thôi tạm tin anh á. Giờ mày không tin mày làm được gì tao? Tao đang tìm hiểu về Bắc Cực nha, mày đừng có nói tao tính đi Bắc Cực luôn nha. Anh đâu rồi ta? Ủa nội. Ờ. Cho anh ai đâu mà con không thấy ảnh trên phòng vậy? Đi châu Âu với mẹ rồi đúng không nội? Châu Âu đâu mà châu Âu. Ủa chứ sao con không thấy ảnh ở chợ, mới có 7 giờ sáng à. Mà mẹ như là đi chuyến 5 giờ vậy là ảnh đi với mẹ rồi đúng không nội? Mình á, nó đi tập thể dục với ông nội với ba con. Ủa? Vậy nè. Con nhớ không? Hồi sáng mà nội lên kêu con nói đừng kêu để con ngủ, nhớ không? À rồi con nhớ rồi, trời làm con có tưởng là anh đi châu Âu với mẹ rồi. Nè bà nội hỏi con nè, mình đi châu Âu làm cái gì? Rồi con lên ngủ tiếp nha nội. À, ăn sáng. Rồi con muốn ngủ thêm xíu nữa. Ờ. À.
đói bụng quá mẹ ơi. Đây đừng có la tới gì. Ủa nội ơi. Sơn lên gác xếp con vợ không thấy rồi nội. Kiếm ai trển? Kiếm chú Phúc hả? Chú Phúc đi chơi với bạn rồi có thấy đâu. Phải, con kiếm anh Minh kìa. Sáng nội nói là anh đi tập thể dục với ba mà giờ ba về rồi, giờ anh đâu? Anh đi châu Âu thiệt rồi đúng không nội? Châu Âu cái gì? Thằng đi về xong rồi đi về giữa đường gặp Du My, đi chơi với Du My rồi. Thì cũng ba. Ba lớn mà nói xạo mày hả? Ủa sao vậy con? Hả? Đầu óc con bị châu Âu nó ám ảnh con phải không? Phải mà chị, sáng giờ con vẫn không thấy ảnh. Ảnh đi đâu được chứ kỳ thiệt. Thôi thôi thôi, chắc đói bụng sẵn rồi, ngồi xuống đây đi. Bà làm đồ ăn sáng cho ăn. Không ăn sáng hả? Alo. Ủa anh đang đâu vậy? Đang đi chơi. Đang đi chơi với Yumi hả? Ừ, rồi sao? Tại em tưởng là anh đi châu Âu. Cái thằng này nhây thiệt á. Gì mà châu Âu hoài vậy? Anh đang đi siêu thị với Yumi nè. Ờ, vậy hả? Ờ, vậy được rồi. Vậy anh đi chơi vui vẻ nha. Làm hết hồn. Nội ơi, con muốn ăn cơm. Đó không đúng ở đây. Trời ơi Mẫn ơi Mẫn, con mất lịch sự quá. Bà nội đang coi tivi mà con làm lớn chuyện vậy rồi bà nội mà mất tập trung sao bà nội coi được? Có chuyện gì bức xúc vậy ạ? Hả? Tại sao giờ này anh hai vẫn chưa về nữa? Con chưa được gặp anh hai. Anh đang chờ đúng không bà? Nè. Có ở đâu khó. Gặp nó không được thì gọi điện thoại hỏi nó đang ở đâu, có gì đâu. Con gọi rồi, anh bắt máy. Nhưng mà có khi anh xài dịch vụ chuyển nhượng quốc tế thì sao? Bà nội đã nói vậy rồi mà con cứ cãi hoài. Hỏi hoài, nó mới gọi điện thoại cho ba xong. Nhìn cái gì? Ba nói xạo mày cho ba cắn lưỡi đi. Nó nói với ba là nó đi chơi với Yumi xong rồi nó đi học Anh văn luôn. Răng nó đụng vô. Bà nói vậy đúng là thiệt vậy đúng không ba? Thiệt chứ. Trời đất ơi, nó đi học Anh văn. Rồi à, con ha. Nghĩa là đóng tiền cho con rồi con bỏ học con trốn học phải không? Bà nội biết con trốn học bà nội mét chi với mẹ con cho coi. Nếu cả nhà nói vậy con sẽ tin. Ừ. Thì con đi kiểm tra thử. Nhưng mà cả nhà không được lừa con đó nha. Ai nói gạt con chứ. Ê, sao nó biết dịch vụ chuyển dùng quốc tế hay ta? Nó thông minh lắm, nó còn biết châu Âu chưa tan tuyết hết nữa mà. Lấy điện thoại gọi cho thằng Long đi. À đúng rồi quên. Ngay mà là mày còn ở Việt Nam mà đi học. Kiếm ai? Dám đi châu Âu mà giấu mình. Bội thiệt. Mình ở lên văn phòng đăng ký thi rồi. Cái gì? Thì đã. Ừ, mới đi chạy ngang qua ông đó, ông không thấy hả? Không, tôi đâu có thấy đâu. Ờ, chắc là làm hồ sơ lâu á. Tôi lên coi thử rồi sao? Cô vô, cô em, vô. Cô Phúc. Cô Phúc. Mẫn, đói bụng không? Nội làm đồ ăn con ăn nha. Dạ thôi con có đói nội. Mà sao con thấy kỳ quá. Chắc chắn là anh không có ở Việt Nam. Anh đi châu Âu rồi đúng không nội? Nội mới kêu nó qua nhà nội của thằng Long đưa thuốc. Nội nói sao? Ông nội thằng Long bị đau lưng đó. Nội kêu thằng Minh nó chạy qua đưa thuốc cho ông nội thằng Lâm. Thiệt là vậy không con? Mà con thấy vô lý quá à. Đúng ra là con ít nhất cũng phải gặp ảnh được một lần. Mà sáng giờ con không thấy ảnh luôn. Chắc chắn là anh đi châu Âu thiệt rồi đúng không ba? Trời ơi, dạng sự tùy duyên. Chắc là anh em tụi con hết duyên gặp nhau rồi thì mới vậy. Bây giờ muốn kiếm qua nhà Long với ngồi đây hỏi rồi đón làm chi? Thôi, bây giờ con mà chạy qua nhà Long, thế nào nhà Long cũng nói là anh đi về nhà rồi. Còn con chạy về nhà mình, cả nhà mình sẽ nói là anh đi ra ngoài đường rồi đúng không? Chắc là lúc đó anh em con hết duyên gặp nhau rồi. Không lẽ từ giờ tới cuối đời con không được gặp lại anh hai? Tị bà, thôi bây giờ ngồi đây chờ nó đi. Thôi, bây giờ con đi qua nhà Long liền, con kiểm tra. Trời đất ơi.
Thật ra thằng Mẫn nó không có ngu như mình tưởng đâu. Tao nói hai anh em nó đó nghe, ở quen với nhau lâu rồi, bây giờ mất tích có mấy tiếng hồ mà nó chạy sất bất sang bang, thấy nó tội nghiệp quá đi. Biết vậy kêu Hoàng Anh dắt nó đi luôn cho rồi. Trời đất ơi, dắt đi cho rồi là sao? Bà nghĩ sao vậy? Nó có biết tiếng Anh đâu, nó đi rồi thêm phiền phức rồi rắc rối cho người ta nữa. Đúng rồi mẹ, đúng ra là con đi nè, con không biết tiếng Anh cho nên con nhường cái vé lại cho thằng Minh. Mà con nói mẹ nghe, mình phải làm như vậy để kích thích cái động lực học của nó. Nói đâu xa. Mới năm ngoái đây, đi Singapore. Nó không biết tiếng Anh, nghe qua người ta hỏi nó mấy giờ rồi hỏi thăm nó thôi. Ba để nó quýnh người ta phải vô sở cảnh sát, rắc rối không? Nó nghĩ người ta mà vô gặp sao, bắt con vô trọng chung với nó, con không biết luôn, hai cha con ngồi trong đó. Nhưng mà mẹ thấy nó đi tìm thằng Minh, mẹ thấy nó tội nghiệp quá đi. Rồi kệ nó đi, cho vậy là vậy, cho nó ráng nó đi học đi. Nó còn biết bao nhiêu cơ hội chứ phải có đợt này không. Nó cứ học tiếng Anh giỏi thì nó có nhiều cơ hội để đi. Thưa ông, ông ơi cho hỏi có anh hai con bên này không? Minh á ông? Nó mới đem thuốc đau lưng qua cho ông nè. Nó đi chơi với thằng Long rồi. Ngay mà, đây là qua là sẽ nói như vậy mà. Chắc là anh đi châu Âu rồi. Thưa ông về. Hello, what can I get for you today? Yes, we would like one pasta with bacon and cream sauce. And one steak for my mom. Okay, and how would you like that cooked? Medium rare, please. And can I get you anything to drink? Mẹ ơi, mẹ muốn uống gì? Mẹ cái gì cũng được hết á. Yeah, two glasses of water, please. Okay. Please? Okay, yeah, thank you. Okay, I'll have that right out for you. Yes. Thank you. Thank you. You're so handsome. Sao? Ra nước ngoài giao tiếp với người ta thấy sao con? Dạ, nói chung là khác với mấy cái học ở trường đó mẹ. Ừ, cố gắng lên nha. Dạ. Của con hả? Dạ. Mẹ, 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 thằng Mẫn nó gọi nữa nè mẹ. Thì con cứ nói chuyện đi. Alo. Tìm nay qua nhà trường ngủ chị? Thì ba mẹ nó đi về quê rồi. Tụi anh qua nhà nó chơi ma sói. Xạo, anh đang ở châu Âu đúng không? Anh lừa em đúng không? Cái thằng này, mày bị gì vậy? Tao đang chơi ma sói thiệt nè. Đang thiếu người nè, qua chơi không? Có mơ, nghĩ gì em qua nhà chơi vậy? Em có chơi với nó đâu. Thì thôi nha, em cúp á. Sao mình vẫn cứ nghi nghi ta? Hay là tại mình quá đa nghi? Nè, không có đâu. Trời, đau đầu quá. Mình nghĩ đúng hay nghĩ sai đây ta?